Pháp sự mượn danh tứ phủ trục lợi. Từ lâu, tôi được biết khu vực Bắc Bộ Việt Nam là nơi có hoạt động tâm linh rất sôi nổi, đa dạng phong phú với nhiều hình thức tín ngưỡng tâm linh, phong tục thờ cúng tổ tiên, hậu thánh. Trong một dịp tôi ra Hà Nội, mấy đứa em quen nhau đã lâu mà chưa có dịp gặp mặt trực tiếp. Mấy ngày ở Hà Nội, tôi đã đến khu nhà tập thể với một người em. Tại đây, hễ có thời gian rảnh rỗi là chúng tôi lại ngồi bên nhau để cùng đàm đạo về con đường tâm linh. Vị trí phòng tôi nằm gần trung tâm nên hễ mỗi lần chúng tôi nói chuyện về vấn đề tâm linh huyền bí là mấy anh em ở phòng khác cũng kéo tới, cả căn phòng trở nên náo nhiệt, đông vui và thân mật. Mặc dù tôi chỉ mới gặp mọi người, nhưng chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều điều, như là những người đã quen biết nhau từ bao giờ. Qua những lần nói chuyện, tôi được biết đến một hoạt động tâm linh rất mạnh nơi miền Bắc này. Hoạt động đó được gọi là mở phủ. Đây là hình thức tâm linh mà người thực hành được gọi là thanh đồng, đồng, đồng tử, cốt, xác. Người này là trung gian để cho một linh thể nhập vào và phán dạy, xem bói cho những người nào muốn con đường làm ăn, sự nghiệp, tình duyên của mình có được một kết quả tốt đẹp. T là người em bên đạo mà tôi quen, có cho tôi biết về tình trạng ở làng của T, nằm gần sân bay Nội Bài. Nơi làng của T có rất nhiều người không có tín ngưỡng tôn giáo, mê tín dị đoan. Nhờ thế mà dân bùa giả, thầy bói lởm cũng có đất dụng võ. Hễ gặp ai có dấu hiệu nào bất thường mà theo như y học bảo là bệnh tâm thần thì các sư cô, sư phụ phán cho một câu: nghiệp của anh chị nặng lắm, có duyên với tứ phủ, về mở phủ ra là hết bệnh liền. Vậy là biết bao nhiêu người đổ xô nhau dựng phủ, lập miếu, đền từ tư gia cho đến cụm làng xóm. Tất nhiên là có người khỏi bệnh, có người chẳng có gì thay đổi, có người thì tình trạng càng nặng hơn. Nghe tê kể mà lòng tôi nôn nao, muốn đến làng tê để giải quyết mấy vụ này. Vậy là bốn anh em đi đến làng tê ngay hôm đó. Quả thật đúng như những gì tê đã kể, làng có dân cư không đông, nhưng cách chừng 3-7 nhà là có một nhà làm đệ tử tứ phủ. Chưa kể đến những ngôi đền, miếu từ nhỏ đến lớn, đủ kiểu trong làng, cứ cách nhau khoảng chừng 30-100 mét là có một cái, cũng hoạt động tâm linh đồng cốt, hát chầu văn hàng ngày. Ngôi nhà mà tôi đến cũng không xa nhà T, đi xe máy khoảng chừng 5 phút là tới. Cô Hội, theo lời kể của mọi người thì trước đây cô hay hát, múa, nói linh tinh suốt ngày. Khi đi xem bói, nhờ thầy bà chữa trị, thì họ kêu nhà cô phải mở phủ. Từ khi mở phủ, cô không còn ca hát, múa hát một cách mất trật tự nữa. Cô hoạt động một cách có giờ giấc hẳn hoi. Người đến để xem bói, cầu tài lộc cũng thường xuyên lắm. Khi tôi vừa đến, cô Hờ rất bình thường. Ở nhà chỉ có một chút âm khí, không có dấu hiệu các linh thể ẩn cư một cách cụ thể. Tôi nghĩ có lẽ tất cả linh thể đã đi khỏi đây, giống như nhiều trường hợp mà tôi đã từng đi giải tà khí. Khi nghe đến việc mình ghé thì họ sẽ rời đi ngay. Sau một hồi tê bắt chuyện, có một âm linh nhập xác cô Hội, ca tiếng dân tộc và giới thiệu ẻm là cô bé Thượng Ngàn, mất lúc khoảng 17 tuổi. Khi múa hát xong, em bé cũng có chút run sợ, nhưng vẫn muốn thị uy và xem thực lực tôi thế nào. Em lại nói một tràng tiếng dân tộc, tôi nghe không hiểu gì hết. Sau đó lại chỉ vào mặt tôi và bảo: ta đã biết rồi mà không muốn nói thôi. Nói xong thì em thăng mất tiêu. Lúc đó có hai người nữ khoảng chừng 22-30 tuổi ghé vào xin quẻ. Cô Hờ mời họ đến chỗ bàn thờ, được gọi là phủ, rồi nói họ ngồi xuống cầu nguyện. Cô Hờ gieo 3 đồng xu trên một cái dĩa, cả 3 lần đều không được. Cô bảo đây là lần đầu tiên bị như vậy, lạ quá, không thể xin được quẻ.
Hai người nữ kia phải ra về. Họ vừa về thì linh thể lại nhập vào, lại múa hát trước phủ. Lúc ấy, tôi tiến lại chiếc chiếu ẻm đang ngồi, rồi ngồi đối diện khoảng cách vừa đủ để đặt tay lên trán cô hờ. Ẻm cũng biết ý định của tôi, nên vội đứng dậy, lại múa hát và tỏ thái độ sờ sệt rõ ràng. Tôi ngồi bắt ấn pháp giới để phong tỏa sự hỗ trợ năng lực từ phủ kia. Chỉ còn tôi và âm linh đó đối diện nhau trong pháp giới. Tôi đặt tay lên mặt đất và kêu, cô ngồi xuống đây nè. Em cũng ngoan ngoãn ngồi theo, nhưng không chịu ngồi gần tôi. Vì tôi đang bắt ấn nên tôi không thể di chuyển được. Mà chỗ em ngồi thì xa quá, nên tôi kêu em lại mình gần mình hơn. Em hoảng quá liền đứng dậy, mở vội cánh cửa trước phủ để chạy thoát thân, bỏ xác chạy lấy hồn. Nhà cô hờ có ba cửa, một cửa chính và hai cửa phụ hai bên. Chỗ tôi ngồi gần cửa chính đang mở khoảng 1 mét, nhưng do âm linh đó sợ đến gần tôi nên mở cánh cửa phụ trước phủ để chạy. Sau khi cô hờ chạy ra ngoài thì âm linh kia cũng xuất ra. Lúc này tôi cũng giải pháp giới nhỏ khi nãy ra và âm khí của cả phủ vây lấy toàn thân mình vô cùng nặng nề, làm cả thân tôi rung lên. Nhưng không sao, mặc dù hôm ấy chỉ dùng có vài phần linh lực nhưng cũng đủ để tôi thiết lập lại một trận pháp tại phủ này. Trận pháp được phong ấn kỹ, nếu tà khí xâm phạm lại gần thì được thanh tẩy hết tà khí liền. Sau khi thiết lập pháp trận xong, tôi ra chỗ tiếp khách ngồi tĩnh tâm một chút để lấy lại năng lượng đã mất. Lúc này cô hờ ngồi từ xa, không dám lại gần tôi, chỉ dám nhìn lén và tỏ vẻ sờ sệt. Còn chồng cô ấy ngồi trước các quạt máy vù vù, nhưng mặt thì đỏ dần lên, người toát mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy khi nói chuyện với T. Tôi thì chỉ im lặng ngồi nhìn cả nhà. Sau khi thuyết phục, chú ấy vẫn không đồng ý để chúng tôi giải trừ toàn bộ tà khí nơi này. Chú nói, đây là nghiệp, là đạo của nhà, nghề truyền thống. Mỗi người có đạo riêng, chúng tôi vẫn muốn giữ tứ phủ. Chúng tôi đành phải về với pháp sự dở dang, chưa thể kết thúc được. Một tuần lễ trôi qua, phủ ấy không làm gì được với trận pháp của tôi. Họ tức lắm nên lại hành xác cô hờ, làm cô ấy bị bệnh, không ăn cơm và tiếp tục hát múa, lảm nhảm ngoài đường. Khi cô ở trong nhà thì không thể coi bói, lên đồng nhập xác nữa và hoàn toàn bình thường do các pháp giới bảo vệ. Chồng cô hờ đến nhà của T để yêu cầu chúng tôi phải để mọi chuyện trở lại bình thường như lúc chúng tôi chưa đến thăm nhà. Nếu không sẽ báo cho công an, chính quyền địa phương rằng chúng tôi đã hại cô hờ. Tối hôm trước, khoảng 1 tuần sau khi tôi thiết lập pháp trận, âm binh đã kéo nhau về đó phá trận pháp, nhưng chẳng xâm hại được, nên lại càng hành xác cô hờ thêm nữa để gây áp lực với gia đình, buộc chúng tôi phải rút lại trận pháp của mình đã dựng nên. Bác chồng cô hờ vì lo sợ quá nên lại phải đi tìm các thầy bùa nơi khác đến hỗ trợ. Vì tôi đã về Sài Gòn ngay sau khi trận pháp vài hôm nên không thể trực tiếp giải quyết rốt ráo vụ này, đành nhờ các em ngoài ấy giúp sức một tay. Ngày giải quyết trọn vẹn đã đến. Từ sáng sớm, các anh em đã lên đường hành pháp sự. Ở nhà mình, tôi được các em liên lạc qua điện thoại về chuyến đi thực tế. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên theo dõi tình hình nơi thế giới tâm linh. Mọi việc vẫn chưa có gì nghiêm trọng xảy ra. Khi đến nhà cô hờ, thì cô ấy đã ra đồng. Ở nhà không có nhân vật chính nên cũng không thể làm gì được. Mọi người đành về nhà của T để chờ đến trưa thì ghé qua lại nhà cô ấy. Trưa hôm ấy, chồng cô hờ qua lại nhà T làm dữ dội. Họ kết luận rằng chính sự xuất hiện của chúng tôi ghé thăm nhà họ nên bây giờ thì cô ấy lại bị bệnh, bị hành bỏ ăn mấy bữa nay.
tình trạng trở nên căng thẳng hơn sự suy đoán của chúng tôi. Tại nhà, tôi bắt đầu chuẩn bị lập trận pháp để hỗ trợ thêm cho các anh em. Nhưng rồi các em tôi bị anh gia đình của T cản, không cho qua bên nhà của cô Hờ nữa. Vì sợ họ đang bức xúc, có thể làm lớn chuyện mà gây rắc rối cho tụi nhỏ. Lúc ấy thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Tiến lên thì gây khó xử cho ở nhà, người lớn trong nhà lại lo lắng. Lui về thì công sức chuẩn bị cho pháp sự này thì xem như bỏ đi hết. Mấy anh em tôi tiếp tục chờ đợi thời cơ, nghỉ ngơi tại nhà của T. Chờ đến chiều một tí thì sẽ ghé qua nhà cô Hờ và làm công tác tư tưởng, hỏi thăm, chia sẻ với gia đình cô ấy. Ở tại địa phận của mình, tôi cũng đã thiết lập xong những gì cần làm. Chuyến đi này vì lực lượng bên tứ phủ tập trung khá đông nên tôi có nhờ đến các linh thần ở khu vực làng của T giúp tôi làm một buổi nói chuyện với các linh thể ở bên tứ phủ. Thời khắc đến, khi các em tôi đi qua nhà của cô Hờ để làm công tác tư tưởng với gia đình cô ấy, ở đây tôi cũng làm pháp thân mình gặp gỡ các âm linh bên tứ phủ. Nào là cô bé thượng ngàn, nào là địa tiên thám mẫu, gia thần, binh tướng, ôi chao đông quá chừng, ám khí tỏa ra cả một vùng rộng lớn. Nhưng cũng nhờ có sự hỗ trợ của các linh thần nơi ấy mà tôi đã có một buổi thuyết pháp với các âm linh tứ phủ thật êm đẹp. Rõ ràng chính họ cũng là nạn nhân của sự mê muội, bị một thế lực ác trược khác lợi dụng. Sau khi chia sẻ về việc danh từ tứ phủ bị lợi dụng, các âm linh đã có được sự thấu hiểu rõ ràng, bình an nhàn tự tại. Họ cũng chịu vào các chùa chiền để tu hành, một số khác thì đi đầu kiếp để có thể lập công bồi đất tốt hơn ở kiếp lai sinh. Nhưng thế lực ác trược đã từng quấy nhiễu, dẫn dắt các âm linh này đi lạc đường, đâu dễ dàng chịu bỏ cuộc, cho qua chuyện này một cách đơn giản như vậy. Họ bắt đầu rót vào tâm thức các âm linh này những cám dỗ, đe dọa và mưu toan, làm cho một số âm linh rơi vào trạng thái hỗn loạn, bất an và nộ khí xung lên dữ dội. Ngay lúc ấy, để giữ vững pháp trận bình lặng, mình vừa mới tạo tức thì, tôi có để lời kêu gọi và nhờ vả các vị hộ pháp như Huyền Long và ba vị Ngọc Kỳ Lân. Pháp trận đã được thiết lập từ trước tại nhà cô Hờ, được hỗ trợ thêm sức mạnh từ chư vị hộ pháp, chư âm binh thế lực ác trược không xâm hại nổi, bỏ chạy tán loạn. Các âm linh bên tứ phủ tại làng của T đã quy thuận theo chánh đạo gần hết. Chỉ còn một số ít do còn ham mê danh vọng, chưa được thỏa mãn nên vẫn còn lang thang đâu đó để tiếp tục những việc mà họ muốn làm. Mọi chuyện kết thúc êm đẹp, những gì cần làm tôi đã cố sức, chẳng phải hổ thẹn với bản thân mình nữa. Hôm nay em T nhắn tin cho tôi rằng cô Hờ đã hoàn toàn trở lại bình thường, cả gia đình mừng, hạnh phúc lắm. Chỉ cần thấy một câu đó thôi, tôi cảm thấy hạnh phúc dâng trào mãnh liệt. Nhờ vào sự dẫn dắt của Tôn Sư, tôi có thể giúp được cho những người rơi vào tình trạng bế tắc đường tâm linh có một lối thoát cho số phận của họ. Sau này T chính thức nhập môn tu đạo, có pháp danh là Thanh Quang. Đệ ấy đã hỗ trợ cho tôi trong việc lấy thông tin của vụ việc tài thần ác trược ở Hà Nội làm loạn. Thanh Quang cũng có phần trợ duyên trong việc kết duyên giữa Cửu Thiên cùng với Đại Bạch Linh Xà ở một pháp sự khác nơi chùa Hương. Có rất nhiều nhóm hội mượn danh tứ phủ để trục lợi cho họ. Tên tứ phủ được nhắc đến trong nhật ký lần này là tứ phủ, khu vực gần sân bay Nội Bài ở Hà Nội gây hại chúng sanh. Có liên quan đến tứ phủ chính thống hay không thì tôi không chắc. Cũng có thể đây chỉ là một nhóm nhỏ
mượn uy danh tứ phụ để trục lợi mà thôi. Tứ phụ chính thống thì có đức thánh mẫu Liễu Hạnh bảo hộ độ duyên, ngài cũng là một trong cửu vị tiên nương nơi Diêu Trì Cung nhận thánh ý trực tiếp từ đức từ mẫu độ duyên chúng sinh, nên chắc chắn môn đồ của ngài không có chuyện nhận đồ cúng là vật thực sát mạng chúng sanh, càng không có chuyện ban phát tài lộc như các lễ hầu đồng hiện tại mang danh nghĩa tứ phủ. Mượn danh chư vị, mượn danh các hình thức hoạt động tâm linh, tín ngưỡng để trục lợi là việc không có gì lạ ở thời buổi rối ren. Chỉ mong rằng người tu tập cần phân biệt rõ con đường chánh đạo, chắc chắn không có chuyện cầu phúc lộc, được ban ơn tài lộc thông qua những buổi đàn lễ tốn kém tiền tài vật chất. Nơi nào có sự tàn hại mạng sống của sinh linh để cầu an, cầu phú quý, sức khỏe, danh vị, tài lộc thì chắc chắn không phải là chánh đạo vậy. Nhật ký Pháp sự năm 2008.